Tối 19 tháng 3 tại Trung tâm Văn hóa Thể thao thị trấn Lang Chánh, Hội người cao tuổi thị trấn Lang Chánh đã tổ chức liên hoan tiếng hát người cao tuổi thị trấn Lang Chánh năm 2023. Tới dự có lãnh đạo Hội người cao tuổi huyện, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thị trấn Lang Chánh. Tham gia liên hoan có trên 100 diễn viên người cao tuổi đến từ 15 khu phố trên địa bàn thị trấn với 30 tiết mục văn nghệ đặc sắc như hát múa với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, ca ngợi vị thế người cao tuổi Việt Nam, đặc biệt là sự góp mặt của những làn điệu truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc như Sườn Mường, Khắp Thái, Đời Du. Liên hoan tiếng hát người cao tuổi còn là dịp để người cao tuổi gặp gỡ, giao lưu, tạo nên ngày hội của người cao tuổi trên địa bàn thị trấn và đem lại ấn tượng tốt đẹp của thế hệ người cao tuổi, sống vui, sống khỏe, sống có ích. Tuổi cao chí càng cao, để con cháu noi theo. Bên cạnh đó tăng thêm tinh thần đoàn kết, nhân ái giữa các câu lạc bộ với nhau, qua đó đẩy mạnh xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Theo đánh giá của ban tổ chức, liên hoan năm nay hầu hết các đơn vị có sự đầu tư chu đáo từ trang phục cho đến dàn dựng chương trình, cũng như từng tiết mục và phong cách biểu diễn. Nội dung chương trình bám sát chủ đề về ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước đổi mới. Nhiều chương trình có sự đầu tư công phu mang tính nghệ thuật cao, điển hình như khu phố Lê Lai, câu lạc bộ Văn Thể, khu phố Ảng, khu phố Chí Linh. 30 tiết mục tại đêm giao lưu mang lại 30 âm hưởng và phong cách biểu diễn khác nhau, cho thấy sự trẻ trung yêu đời của người cao tuổi, tạo sân chơi để người cao tuổi sống vui, sống khỏe và sống có ích. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tạo cho hội viên người cao tuổi có được những giây phút thoải mái, nâng cao đời sống tinh thần để tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống có ích và là tấm gương sáng cho con cháu học tập và noi theo. Qua liên hoan còn nhằm tiếp tục khẳng định vai trò, niềm tin của lớp người cao tuổi và sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và thể hiện tình cảm của người cao tuổi đối với quê hương đất nước trong sự nghiệp phát triển đất nước giai đoạn mới. Qua đó đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng nói chung, lớp người cao tuổi nói riêng, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước và phát triển các loại hình câu lạc bộ văn hóa văn nghệ ở các địa phương, giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động xây dựng phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng, tạo cơ hội để phát huy vai trò, tiềm năng của lớp người cao tuổi. Trên cơ sở đó phát hiện các hạt nhân văn nghệ làm nòng cốt cho việc phát huy gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của quê hương. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức đã trao giải cho 3 tập thể và 3 cá nhân xuất sắc trong các đoàn nghệ thuật quần chúng người cao tuổi thị trấn Lang Chánh.